Xin kính chào quý vị đang theo dõi chuyên mục Ngày của Mẹ. Thưa quý vị, ở số trước chúng ta đã được cùng tìm hiểu về quá trình thụ thai. Sau khi thụ thai thì bào thai sẽ phát triển và sau khoảng thời gian 9 tháng 10 ngày, em bé kháu khỉnh sẽ ra đời. Và để biết được diễn tiến quá trình phát triển của bào thai như thế nào thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi đoạn phim khoa học sau đây. Sau khi kết hợp với một tinh trùng khỏe mạnh nhất, trứng tiết ra một vỏ bọc chắc chắn, không kẻ thứ hai nào xâm nhập được. Tuy nhiên, xác suất việc hai chàng tinh trùng cùng xâm nhập vào một nàng trứng vẫn có thể diễn ra. Khi tinh trùng đã chui vào bên trong trứng, cả hai sẽ hợp thành một tế bào gọi là hợp tử. Trứng thụ tinh mang theo mật mã di truyền đến tử cung. Trứng không ngừng phân chia, có khoảng 100 tế bào tiếp tục phân đôi để thành khối tế bào. Quá trình này trải qua 43 lần phân tách. Vì hình dạng giống trái dâu nên được gọi là phôi dâu. Trong lòng khối tế bào bắt đầu hình thành một khoang chứa đầy dịch gọi là phôi bào. Phôi bào đến tử cung, nó sẽ dính trên bề mặt thành tử cung để được bảo vệ và hấp thụ dưỡng khí, chất dinh dưỡng từ mạch máu. Quá trình phân chia các tế bào sẽ sản sinh ra các dung môi chất đạm, giúp phôi bào tiến vào nội mạc tử cung, sau đó chậm chậm và nằm lại ở đó. Quá trình này được gọi là làm tổ. Lúc này, mức độ hormone nội tiết tố thai nghén trong cơ thể mẹ cũng đã đủ cao để xác định rằng bạn đã mang thai thông qua que thử thai tại nhà. Quý vị khán giả thân mến, để biết mình có thai không thì sử dụng que thử thai là phương pháp đơn giản nhất. Tuy nhiên, sử dụng que thử thai như thế nào là đúng cách, chúng tôi vẫn muốn chia sẻ với quý vị thêm một lần nữa. Sử dụng que thử thai như thế nào, thời gian sử dụng, chậm kinh quá một ngày có thể dùng que thử thai, nhưng tốt nhất là qua 7 ngày như thế sẽ chính xác hơn. Cách sử dụng, cho nước tiểu vào cốc nhỏ, buổi sáng sau khi ngủ dậy là tốt nhất, cắm que thử, khoảng 5 phút sau lấy ra và quan sát kết quả. Nếu que thử xuất hiện hai vạch đỏ, bạn đã có thai. Nếu chỉ có một vạch hoặc không có vạch nào, bạn không có thai hoặc đã làm sai các bước trên. Bạn có thể đến các bệnh viện lớn để đăng ký khám xét và nhiều bác sĩ chuyên khoa xác định chính xác mình đã mang thai hay chưa. Thưa quý vị khán giả, ngoài việc sử dụng que thử thai thì việc đến gặp bác sĩ chuyên khoa để xác định xem mình đã thực sự có thai hay chưa, hay là thai đã nằm trong tử cung hay chưa là điều vô cùng quan trọng. Bởi lẽ nếu thai nằm trong tử cung thì em bé mới có thể phát triển được bình thường và khỏe mạnh. Sau khi que thử thai thông báo kết quả hai vạch, bạn Linh đã đến bệnh viện để đăng ký khám. Lần khám đầu tiên rất quan trọng vì lúc đó Linh biết được tình hình thai nhi, kiểm tra số lượng thai, vị trí của thai nhi và đặc biệt là làm quen với bác sĩ khám. Người này có thể sẽ theo bạn trong suốt các quá trình tiếp theo nữa. Nếu như có các triệu chứng như đau một bên bụng dưới thì việc sớm chẩn đoán sẽ giúp ích rất nhiều. Vào cuối buổi thăm khám, bác sĩ đã trao đổi về kết quả chẩn đoán, cách tính tuổi của thai nhi cũng như giải thích những thay đổi bình thường sẽ xảy ra với Linh trước lần khám thai tiếp theo và các dấu hiệu bất thường cần chú ý để có thể tự theo dõi. Trong lần thăm khám này, bà Linh cũng đã chia sẻ về dấu hiệu bạn nhận thấy ở cơ thể. Bác sĩ đã trả lời những thắc mắc để Linh yên tâm hơn. Đầu tiên thì tôi xin chúc mừng bạn đã có tin vui. Qua hình ảnh siêu âm vừa rồi thì đã xác định chính xác rằng là phôi thai đã làm tổ đúng vị trí. Vì tuổi thai chưa đến tuần thứ 7 nên việc không nhìn thấy tim thai trong lần siêu âm đầu tiên là khá bình thường. Và bạn cũng nên chờ kết quả của lần siêu âm tiếp theo. Bắt đầu từ bây giờ thì tôi nghĩ bạn nên chú ý đến những cái thói quen sinh hoạt của mình, như là chế độ dinh dưỡng cũng như tránh xa các yếu tố không có lợi cho bạn cũng như là thai nhi. Có thể nói, cùng với tiến trình thai nghén, mỗi lần khám thai đều mang một mục đích, ý nghĩa riêng. Những chia sẻ của bác sĩ sẽ luôn giúp mẹ bầu duy trì một thai kỳ khỏe mạnh ngay từ những ngày đầu. Vâng, bạn trẻ mà chúng ta vừa theo dõi đã được bác sĩ thông báo là có tin vui và lưu ý một số điểm cần chú ý của thai kỳ. Và sau đây, chúng ta sẽ điểm lại những ý chính của chương trình.
đến dấu hiệu mang thai. Chậm kinh, nếu quá một tuần chưa thấy chu kỳ kinh, hãy dùng que thử. Khẩu vị thay đổi, khó chịu, buồn nôn. Những thứ thích ăn, bây giờ không thích nữa hoặc thích những thứ khác, v.v. Bầu ngực thay đổi, sờ nhẹ sẽ thấy đau. Nhiệt độ của cơ thể có thể tăng hoặc giảm đi, đi tiểu nhiều, đau đầu. Tinh thần mệt mỏi hay buồn ngủ. Khi mới mang thai, bạn có thể thấy một số dấu hiệu như cảm cúm. Đặc biệt có lúc lạnh, sắc mặt vàng, bạn không nên tự ý uống thuốc. Chế độ sinh hoạt lành mạnh, ăn uống đầy đủ, cân bằng dinh dưỡng. Không hút thuốc, tránh xa rượu bia, các chất kích thích. Không nuôi thú cưng trong nhà, không đến gần người đang bị bệnh. Từ khi có thai, cơ thể bạn sẽ có những thay đổi khác. Vì thế, cứ cách một tuần một lần, bạn nên ghi chép lại vòng bụng và cân nặng của mình để so sánh sự khác biệt nhé. Thưa quý vị, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Có rất nhiều vấn đề cần quan tâm về thai kỳ mà chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị ở các chương trình lần sau. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.